Phong à, băng cướp tiền nhân của chúng ta đã giết hết một gia tộc nọ, chỉ trừ người đàn bà bụng mang dạ chửa trốn thoát. Ú lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng người đàn bà ấy sẽ quay lại trả thù. Ú vốn là thầy cúng, từ khi về làng địa ngục, Ú đã trấn yểm cổng làng để ngăn không cho các oan hồn xâm nhập vào. Nhưng dòng máu thuần âm của con có thể phá vỡ những quy luật đó. Con lấy xác, ta lấy hồn. Con lấy xác, ta lấy hồn.